Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim Airdrop nhận được 200 triệu đồng token Buttercoin. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành của nó là 1 triệu tỷ và đã có 4.154 tài khoản holder, đã phát sinh 10.670 đợt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim Airdrop.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cho hai bước hướng dẫn trên cho mình. Bước 1, các bạn sẽ xác con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy con chắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Nhắc tiếp theo nhé, thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví thì các bạn quay trở lại với cái website của Lam Airdrop vừa lấy mở giúp mình và truy cập vào bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token nhé. Đó, yêu cầu kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo và kết nối với ví này. Thì chỉ Airdrop nó sẽ kết thúc vào 13 ngày nữa nghe. Rồi, bạn nhấp vào đây giúp mình, yêu cầu Airdrop đây. Và nếu bạn có nhu cầu mua thì bạn nhấp nhấp vào phần bên dưới này nhé, như tất nhất là 0.05 BNB. Đã nhận được 5 tỷ đồng token Buttercoin. Rồi, các bạn nhấp vào đây cho mình nhé. Rồi, ghi ra là 0.000605 BNB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để claim Airdrop nhận được 200 triệu đồng token Buttercoin. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách là ngoài ra nếu bạn nào chưa có tài khoản giao dịch các sàn như Binance, Metalo, MXCO, Bitcoin và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Bạn có thể nhanh tay đăng ký sàn giao dịch Binance nếu bạn chưa quá để hưởng 1% giao dịch phí giao dịch chọn đời nhé. Tại đây rồi, video các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.